Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thời xưa cúng tế quỷ thần, tuy nói là dùng rượu nhưng thật ra là nước, trong cổ lễ được gọi là huyền tửu, đó là nước, dùng nước để cúng tế thiên địa quỷ thần, dùng đồ chay mới đúng. Nhưng người thế gian chúng ta chẳng biết đạo lý này, cứ cho rằng nếu không sát sanh để cúng tế thì hình như đại bất kính, cứ nghĩ nhất định phải sát sanh để cúng tế. Chẳng biết sát sanh để cúng tế là tạo tội nghiệp rất lớn, chắc chắn sẽ không được thiên địa quỷ thần che chở, gia bị. Kinh văn, thế mà trái lại họ còn giết hại, tụ tập quyến thuộc. Như vậy là sai, như vậy chẳng phải là tà ơn quỷ thần. Pháp sư Thanh Liên trong chú giải, trích dẫn một câu chuyện, là chuyện Triều Minh, năm vạn lịch. Chuyện này rất đáng để cho chúng ta tham khảo, nói rõ sự hưởng dụng của quỷ thần khác với chúng ta. Câu chuyện của Ngài ở trang 123, chữ nhỏ hàng thứ hai đếm ngược lại, nói rõ không thể dùng rượu thịt để cúng dường quỷ thần. Thời xưa cúng tế quỷ thần, tuy nói là dùng rượu nhưng thật ra là nước, trong cổ lễ được gọi là huyền tửu, là nước, dùng nước để cúng tế thiên địa quỷ thần, dùng đồ chay mới đúng. Nhưng người thế gian chúng ta chẳng biết đạo lý này, cứ cho rằng nếu không sát sanh để cúng tế thì hình như đại bất kính, cứ nghĩ nhất định phải sát sanh để cúng tế. Chẳng biết sát sanh để cúng tế là tạo tội nghiệp rất lớn, chắc chắn sẽ không được thiên địa quỷ thần che chở, gia bị. Ngạn ngữ thường nói ông trời có đức háo sanh thượng thiên hữu háo sanh chi đức. Đã là háo sanh thì làm sao bạn có thể sát sanh để cúng tế họ, lẽ nào như vậy được? Trích Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký, tập 31. Thần Tài là một chánh tinh linh quỷ thần xem Kinh Lăng Nghiêm quyển 7 có nói về 12 loại chúng sanh. Anh ha ha ha, 问什么的说呵。